chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2022 và cũng là chương trình lần thứ 1081 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị 8 câu chuyện về những phép lạ mà Cha Thánh Padre Pio đã thực hiện. Xin Cha Thánh chúc phúc lành cho tất cả gia đình của mỗi người chúng ta và xin Cha cầu bầu với Chúa để Chúa chữa lành cho tất cả chúng con, phần xác, phần hồn và phần tâm linh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Lời nguyện xin Chúa bảo vệ chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con, hầu tăng thêm sức mạnh cho con. Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường, đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng, đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn, ở bên trên để thông suốt chở che, ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con, hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, nhờ lời nguyện cầu của Cha Thánh Alphonso, xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen. Câu chuyện thứ nhất, phép lạ lương thực và cứu sống. Sau đây là hai câu chuyện lạ lùng về lương thực được cung cấp và về ơn chết rồi mà được sống lại nhờ cộng đoàn cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Thứ nhất, Thánh Padre Pio. Trong chiến tranh, bánh mì rất hiếm hoi. Tại tu viện Santa Maria della Grazia, luôn có nhiều người nghèo đến tu viện hàng ngày để xin được sự cứu giúp về lương thực. Số người này càng ngày càng đông. Một ngày kia khi các tu sĩ đến phòng ăn thì chỉ còn lại có một nửa ký bánh mì ở trong một cái giỏ. Cả cộng đoàn cùng sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa ban cho có của ăn. Lúc đó cả cộng đoàn chỉ ăn súp mà thôi. Cha Padre Pio dừng lại ở nhà thờ. Sau đó cha đến phòng ăn với rất nhiều ổ bánh mì ở trong tay. Cha bề trên hỏi ngài, vậy cha kiếm số bánh mì đó ở đâu vậy? Ngài trả lời, thưa cha bề trên, người ta tặng cho con khi con đứng ở gần cửa chính ạ. Không ai hỏi thêm, nhưng mọi người đều biết rõ rằng cha Padre Pio đã gặp được một số khách hành hương đặc biệt. Nhờ cộng đoàn đọc kinh Mân Côi mà tôi sống lại. Một người chia sẻ, năm 1968 thì tôi mới 7 tuổi, tôi bị chứng ung thư máu. Cha mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện Wake. Tại đó người ta đưa tôi đến bệnh viện khác. Khi ở trong nhà thương thì tôi lâm vào cuộc hôn mê. Nhà thương đưa tôi đến để chết ở một nhà thương khác. Tại đó lá phổi bên trái của tôi đã ngừng hoạt động. Cùng một lúc tôi bị bệnh tim nặng, tôi như đã chết rồi.
Ba ngày sau vào buổi sáng, xác của tôi được đặt trong một cái quan tài màu trắng nhỏ, đặt ở bên cạnh giường bệnh của tôi. Rồi người ta đưa tôi vào nhà quan. Có rất nhiều người cùng quy tụ để cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi cho linh hồn tôi. Lạ lùng thay, Đức Mẹ đã can thiệp. Thế rồi tôi tỉnh lại và được hoàn toàn chữa lành trước sự kinh ngạc và vui mừng của gia đình và những người quen với gia đình tôi. Điều xảy ra cho tôi là phép lạ của Thiên Chúa. Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria cùng với các thiên thần vì các ngài đã chữa lành và cho tôi sống lại. Vì thế, nên đừng bao giờ xem thường quyền năng của lời cầu nguyện chữa lành qua chuỗi kinh Mân Côi. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa về mọi điều mà Ngài đã làm trong cuộc đời của con. Câu chuyện thứ hai. Các phép lạ Thánh Padre Pio. Thứ nhất, cứu em bé sống lại. Có một phụ nữ mang cái vali rồi đứng xếp hàng chờ được xưng tội với cha Padre Pio. Cha Pio nổi tiếng là làm nhiều phép lạ lớn lao bởi lời cầu nguyện và lời cầu bầu của cha. Khi đến phiên bà mở cái vali trước mặt cha Pio và khóc nức nở như mưa. Thì ra trong cái vali, ngoài quần áo ra còn có xác của một em bé trai chừng 6 tháng tuổi. Bà mẹ đã đi đến tận vùng San Giovanni Rotondo là nơi ở của cha Padre Pio để xin ngài chữa lành con trai nhỏ bé của bà. Nhưng trên đường đi thì em bé chết. Tuy nhiên, với đức tin vững mạnh, bà ấy đặt xác con trong vali và tiếp tục cuộc hành trình dài lâu. Trong khi bà ta la khóc vì tuyệt vọng thì cha Padre Pio bồng xác em bé trai trong tay ngài và cầu nguyện một lúc, xong ngài nói với người mẹ một giọng nói đầy uy quyền rằng: "Tại sao con la hét lớn vậy? Con không thấy rằng con trai của con đang ngủ say hay sao?" Người phụ nữ chợt thinh lặng thấy con trai bà đang thở đều đặn. Bé đang ngủ ngon lành. Tạ ơn Chúa, cha Padre Pio đã làm cho một bé trai chết rồi và được sống lại. Câu chuyện thứ ba, Thánh Padre Pio. Một trong những phép lạ nổi tiếng của Thánh Padre Pio là ơn lưỡng tại, tức là cùng một lúc mà cha Thánh hiện ra ở hai nơi. Conina Campanide đã chứng kiến biến cố ly kỳ này. Khi cô ấy đang trực ở bên cạnh người chị vì người chị này bị hôn mê, cô Nina ở bên cạnh giường bệnh và cầu nguyện cho người chị. Bỗng dưng cô có cảm tưởng là ai đó ở trong cùng phòng với chị em của cô. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đó là lúc 8 giờ tối. Sau đó ít lâu thì chị của cô ra khỏi cơn hôn mê mà tỉnh lại. Ngày hôm sau, cô Nina đến gặp cha Thánh Padre Pio và cô hỏi cha: "Thưa cha, tối hôm qua cha đến thăm chị con lúc mấy giờ ạ?" Cha Thánh Padre Pio đáp: "8 giờ tối." Gia đình này nhận được phúc lành khi được cha Thánh Padre Pio đến thăm viếng và làm phép lạ cứu người chị hôn mê, được tỉnh lại và được ơn chữa lành. Tạ ơn Chúa, lạy cha Thánh Padre Pio, xin cha thương cầu nguyện cho mỗi gia đình của chúng con ạ. Câu chuyện thứ tư. Cả ngàn phép lạ xảy ra. Một trong những người bạn thân của Padre Pio nói rằng ông đã chứng kiến hơn 1000 phép lạ chữa lành trong nhiều năm khi ông ở bên cạnh vị thánh này. Ông cũng biết được cả hàng ngàn phép lạ khác mà Padre Pio làm sau khi ngài chết. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói về các phép lạ của Padre Pio, thì chúng ta cần biết ba điều. Đầu tiên là đó có phải là phép lạ siêu nhiên không? Thứ hai là có gì khác biệt giữa các phép lạ của thuốc men, khoa học hay kỹ thuật không? Thứ ba là mục đích của các phép lạ ấy là gì? Chúa đã hứa ban phép lạ để làm chứng sự thật của phúc âm. Thứ ba
bị mù mà sáng mắt. Có một trường hợp lạ lùng của bé gái tên Gemma di Giorgio, một cô bé được sinh ra mà bị mù, không có con người trong đôi mắt. Sau khi mẹ con của bé đến tìm Padre Pio thì cô bé được nhìn thấy. Chuyện lạ là dù cô bé được nhìn thấy nhưng đôi mắt cô vẫn không có con người. Thứ tư, bị điếc mà nghe được. Trường hợp của cô Masari đã bị điếc trên 20 năm rồi. Sau khi Padre Pio cầu bầu thì cô bỗng dưng được nghe tiếng của vị linh mục cầu nguyện trong thánh lễ. Khi cô ta ra khỏi nhà thờ thì cô bỗng nghe tiếng chuông vang lên. Đó là lần đầu tiên mà cô nghe được trong suốt 20 năm bị điếc. Cô rất vui mà báo tin cho người bạn đồng hành về ơn chữa lành ấy. 2 năm sau đó, họ đến thăm San Giovanni, nơi ở của Padre Pio. Họ làm chứng về ơn chữa lành đã xảy ra. Cô Masari được nghe rất tốt từ khi cô được tham dự thánh lễ và cho đến khi cô chết. Thứ năm, bị mù mà được thấy. Năm 1919, có một vị linh mục đưa một người bạn Do Thái tên là Leo Pena đến thăm Padre Pio. Anh Pena hoàn toàn bị mù. Vị linh mục đưa anh ta đến đền San Giovanni Rotondo để hy vọng rằng anh ta được nhìn thấy. Dù Padre Pio tỏ ra tử tế với anh Pena, ngài nói: "Thiên Chúa không ban cho anh nhìn trừ khi anh có sự thay đổi trong linh hồn. Sau khi anh được rửa tội thì Chúa sẽ ban thị lực cho anh." Vài tháng sau, anh Pena chịu phép rửa tội và trở lại gặp Padre Pio. Anh giải thích rằng dù gia đình không muốn nhưng anh vẫn chịu bí tích rửa tội. Dần dần, sau vài tháng, anh ta được nhìn thấy. Anh tiếp tục liên lạc với Padre Pio. 30 năm sau, anh vẫn nhìn thấy rõ. Câu chuyện thứ năm, Cha Thánh Pio và chuỗi mân côi. Padre Palladino là một linh mục ở tu viện các linh mục tại vùng San Giovanni Rotondo, đã báo cáo rằng ngài đã hỏi Padre Pio xem cha Padre Pio đọc bao nhiêu chuỗi kinh mân côi trong một ngày, thì Padre Pio trả lời chừng 30 chuỗi, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn. Tại sao cha lại đọc nhiều kinh như thế? Vậy thì tôi phải làm gì trong đêm tối đây? Trong một trường hợp khác thì Padre Pio nhận rằng ngài luôn làm 3 điều trong cùng một lúc, là cầu nguyện, ngồi tòa giải tội và nghĩ về thế gian. Padre Marcellino cũng là một vị linh mục khác trong dòng, nói rằng khi ngài giúp đỡ Padre Pio để rửa tay vào buổi sáng, thì Padre Pio chỉ có thể rửa mỗi lần là một bàn tay thôi, vì tay kia thì ngài phải lần chuỗi. Padre Parente hỏi Padre Pio tại sao ngài phải đọc nhiều kinh mân côi như thế mà không cầu những lời kinh khác, thì Padre Pio trả lời rằng Đức Mẹ không bao giờ từ chối những lời cầu xin qua kinh mân côi. Đức Mẹ đã từng nói chuyện với Padre Pio rằng với thứ vũ khí này thì con sẽ chiến thắng. Biết về quyền năng chuỗi kinh mân côi, cha Padre Pio luôn cầm tràng hạt trên tay của ngài. Khi ngài sắp chết, ngài đề nghị với các con thiêng liêng của ngài như sau: các con hãy yêu mến Đức Mẹ Maria và làm cho mọi người yêu mến mẹ. Hãy luôn luôn lần chuỗi mân côi. Padre Pio luôn đeo chuỗi tràng hạt trong tay ngài vào ban đêm. Vài ngày trước khi ngài qua đời, Padre Pio đi vào giường ngủ. Ngài nói với các tu sĩ ở trong phòng ngài rằng: xin đưa cho tôi vũ khí của tôi. Các tu sĩ và linh mục ngạc nhiên và tò mò hỏi: thưa, vũ khí của cha ở đâu ạ? Chúng con không thấy vũ khí nào cả. Padre Pio nói:
Nó ở trong áo ròng của tôi đấy, các anh treo ở trên kia kìa. Sau khi đi lục các túi áo ròng, các tu sĩ bèn nói: Thưa cha, chẳng có vũ khí nào ở trong áo ròng của cha cả, chúng con chỉ tìm thấy chẳng hạn mà thôi. Cha Parepio đáp: Đó không phải là vũ khí sao? Đó chính là vũ khí thật sự đấy. Sau khi ngài chết, Parepio để lại cho thị nhân Conchita của linh địa Garabandhan một cái găng tay của cha, một cái khăn và một tràng hạt mân côi. Ngài đã chọn thị nhân Conchita của linh địa Garabandhan châu Âu. Chỉ Conchita là người duy nhất trong tất cả mọi người trên thế giới mà ngài tin tưởng. Điều này nói lên rất nhiều. Câu chuyện thứ 6, Parepio cầu để người mù được thấy. Có rất nhiều biến cố kỳ diệu xảy ra cách lạ lùng tại tu viện San Giovanni Rotondo. Sau đây là chuyện sáng mắt của ông Giovanni Savino. Ông Savino và vợ là bà Rosa trở nên con cái thiêng liêng của Parepio. Vào tháng 2 năm 1949, ông Giovanni đang làm việc xây cất cho tu viện San Giovanni Rotondo là nơi ở của Parepio. Một ngày kia sau thánh lễ, Parepio đến chúc phúc cho ông Giovanni, rồi bỗng ngài ôm chặt lấy ông ta và nói: Can đảm lên hỡi Giovanni, cha đang cầu nguyện cho con để Chúa gìn giữ con khỏi bị giết chết. Parepio lặp đi lặp lại lời cảnh cáo này trong 2 ngày sau đó. Ngày tiếp theo thì ngài cũng vẫn còn cảnh cáo ông về sự nguy hiểm sắp xảy ra cho ông. Vào ngày 15 tháng 2, ông Giovanni cùng một người đồng nghiệp đang làm việc thì cầu chỉ điện tắt. Khi ông Giovanni đang xem xét vấn đề thì điện nổ ngay trước mặt của ông ta. Con mắt bên trái của ông có đầy những vết đen, còn con mắt bên phải của ông có đầy máu. Các bác sĩ nghĩ rằng họ có thể chữa lành cho con mắt bên trái, nhưng không thể chữa lành cho con mắt bên phải. Thế là Parepio xin mọi người hãy cầu nguyện cho ông Savino. Parepio cầu nguyện liên lỉ trước Thánh Thể Chúa trong vòng 3 ngày. Cha Thánh nói sẽ tặng 1 trong 2 con mắt của ngài để ông Giovanni được nhìn thấy, bởi vì ông ta là cha của một gia đình. Vào buổi sáng ngày 25 tháng 2 1949, bỗng ông Savino được ngửi thấy hương hoa hồng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ là có sự can thiệp của Thánh Parepio. Ông Savino cảm thấy dường như ai tát mình 3 cái trên trán. Ông hiểu ngay là có Parepio ở bên cạnh giường bệnh của ông. Sáng hôm sau, bác sĩ nhãn khoa đến kiểm tra con mắt trái của ông Savino và nói rằng con mắt trái ấy có thể được cứu chữa. Bỗng dưng ông Savino la to là ông có thể nhìn thấy rồi. Khi bác sĩ bảo ông hãy quay đầu lại thì ông Giovanni có thể nhìn thấy bác sĩ với con mắt bên trái. Ông Giovanni còn nói rằng ông có thể nhìn được với con mắt bên phải nữa. Bác sĩ nhấn mạnh rằng con mắt bên phải của ông đã bị hư hại hoàn toàn rồi mà. Bác sĩ cho rằng chắc người bệnh bị nhầm lẫn rồi. Tuy nhiên, đó không phải là sự nhầm lẫn. Ông Giovanni đã hoàn toàn được chữa lành cả 2 con mắt. Cho đến khi ông chết vào 25 năm sau, ở tuổi 60 thì ông vẫn còn thị lực tốt. Thực sự là ông Giovanni đã nhìn thấy dù đôi mắt ông bị hư hại. Vì bác sĩ nhãn khoa dù là người vô thần lúc ấy, nhưng sau đó ông ta hoán cải và trở lại đạo Công giáo, bởi vì ông nói: Phép lạ này đã xảy ra ngay trước mắt của tôi. Có những phép lạ mà Parepio đã cầu thay cho bệnh nhân và họ được chữa lành, dù cho các bộ phận trong cơ thể có bị hư hại hay không thì rồi chúng vẫn hoạt động như bình thường nhờ lời Parepio cầu thay họ. Những sự chữa lành này trở nên phép lạ lâu dài do sự quan phòng của Thiên Chúa. Các thông điệp về cầu nguyện và chịu đau khổ của Thánh Parepio
đã đem lại sự chữa lành cho bệnh nhân và sự cứu rỗi cho các linh hồn. Amen. Câu chuyện thứ 7, những phép lạ mà Thánh Parapio đã làm. Chúng ta mừng kính Thánh Parapio vào ngày 23 tháng 9 mỗi năm, vì Ngài là một vị thánh rất nổi tiếng và được mọi người yêu mến trong thế kỷ thứ 20. Ngài là một vị linh mục khiêm nhường, thuộc dòng Capuchin. Ngài được Chúa ban rất nhiều ơn thiêng. Ngài nhận được những vết thương thánh, ơn lưỡng tại, ơn chữa lành, ơn nói tiên tri và ơn đọc được tư tưởng trong các linh hồn. Ngài nổi tiếng vì làm nhiều phép lạ phi thường. Nhiều đám đông đến từ khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ Ngài và xưng tội với Ngài. Cho đến nay, những câu chuyện về Ngài luôn gây nguồn hứng khởi cho những ai ít có lòng tin. Thứ nhất, các phép lạ mà Parapio làm để làm chứng cho Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã làm nhiều phép lạ qua việc Ngài rao giảng. Ngài là đấng thánh. Ngài chỉ đường cho chúng ta về quê trời. Khi đọc về những cảm nghiệm phép lạ của Parapio, điều làm cho mọi người cảm động là thấy những phép lạ ấy cũng tương tự như các phép lạ mà Chúa Giêsu đã từng làm. Thứ nhất, Thánh Parapio chữa lành một người tàn tật. Tin mừng Thánh Gioan. Chúa nói, hãy đứng lên vác cái chõng của anh và bước đi. En Francesco Santa Raello là một người tàn tật, sống ở ngôi làng San Giovanni Rotondo. Anh ta không thể bước đi được, vì thế nên anh lê lết trên đường với đôi đầu gối và đôi nạng. Anh thường hay trú ngụ ở bên ngoài tu viện Thánh Parapio để xin tiền từ những người đến để gặp cha. Một ngày kia, Thánh Parapio bước đi bên cạnh anh ta. Anh Francesco bèn kêu thật lớn, lạy cha Parapio, xin cha ban ơn cho con. Parapio nhìn anh ta và nói, con hãy lìa cái nạng của con đi. Anh Francesco ngỡ ngàng và không cử động. Cha Parapio lại la lớn một lần nữa, ta nói rằng con hãy lìa cái nạng của con đi. Thế rồi Ngài rời xa anh để đến nhà thờ dâng thánh lễ. Cả một đám đông ngạc nhiên khi thấy anh Francesco ném đôi nạng của anh và anh bắt đầu bước đi lần đầu tiên trên đôi chân dị dạng của anh. Từ đó anh Francesco không bao giờ dùng đôi nạng nữa vì anh đã được chữa lành hoàn toàn. Thứ hai, Thánh Parapio chữa lành cho người mù. Chúa Giêsu nói, con hãy bước đi vì đức tin của con đã chữa lành con. Tin mừng Thánh Marco đoạn 10 câu 52. Một trong những phép lạ tuyệt diệu của Thánh Parapio là chữa lành bệnh mù cho anh Leolo Pegna. Anh Leolo là một người Do Thái bỗng dưng bị mù lòa. Có một vị linh mục đem anh đến gặp Thánh Parapio để xin vị thánh này chữa lành cho anh ta. Khi gặp nhau, Thánh Parapio tỏ ra tốt lành đối với anh. Người bảo, Thiên Chúa sẽ không ban cho con ơn chữa lành bệnh mắt đâu, trừ khi con được chữa lành về phần hồn. Sau khi con được rửa tội thì Chúa sẽ ban cho con được nhìn thấy. Vài tháng sau, anh Leolo trở lại báo tin cho Thánh Parapio rằng anh đã được Chúa chữa lành đôi mắt và được nhìn thấy rất rõ. Thế rồi, dù cho gia đình của anh chống đối nhưng anh Leolo đã trở lại đạo Công giáo và được rửa tội. Phép lạ chữa lành mà anh nhận được không phải có ngay lập tức mà vì đức tin của anh được thử thách. Sau đó anh nhìn thấy rõ ràng. Vì thế khi mà anh được Chúa chữa lành thị lực thì các bác sĩ của anh rất kinh ngạc vì thị lực của anh nay trở nên hoàn hảo. Tạ ơn Chúa. Câu chuyện thứ 8. Vết thương của Thánh Parapio. Vết thương thánh của Parapio. Ai cũng biết rằng Parapio có 5 vết thương thánh lạ lùng. Đó là ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho cha. Ngài mang những vết thương thánh trên đôi tay, đôi chân và cạnh nương lòng. Ngoại trừ Thánh Phaolô,
thì Ngài là vị linh mục đầu tiên trong lịch sử mang năm vết thương thánh. Padre Pio đã mang vết thương thánh trong suốt 50 năm cuộc đời, từ năm 1918 cho đến khi Ngài gần chết vào năm 1968. Một tháng trước khi Ngài chết, thì năm vết thương thánh dần dần biến đi mà không để lại vết sẹo nào. Chỉ có những vết thương trên đôi bàn tay của Ngài thì còn có chút dấu vết. Trong vòng 10 phút sau khi Ngài chết, thì vị bác sĩ khám bệnh là Dr. Sala đã cho chụp hình đôi bàn tay, đôi chân và nương lông của Padre Pio. Không còn dấu vết nào của năm vết thương. Dù các vết thương ở hai bàn tay còn có dấu vết vài phút trước khi Ngài chết, cha Padre Pio được khám nghiệm trong vài trường hợp, không một bác sĩ nào có thể giải thích về các vết thương thánh ấy. Các vết thương thánh không giống như các vết thương thường, vì không được lành. Ngài đã trải qua hai cuộc giải phẫu. Trong thập niên 1950, người ta lấy máu cho Ngài, nhưng máu của Ngài vẫn bình thường. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là máu của Ngài xuất từ các vết thương thánh thì có mùi hương thơm ngào ngạt. Những vết thương ấy là tượng trưng cho các vết thương thánh của Chúa Giêsu Kitô. Padre Pio chịu đau đớn nhiều do các vết thương thánh gây ra. Có những lúc Ngài phải rên rỉ vì đau đớn nhiều. Ngài không thể nắm tay lại. Ngài bước đi rất khó khăn. Trong những năm tháng cuối đời, Ngài đã dùng nhiều thời giờ để ngồi trong xe lăn. Sự đau đớn lên đến cao điểm vào những ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần, nhất là trong tuần thương khó. Có một lần khi được hỏi là những vết thương có gây đau đớn không, thì Ngài đáp: "Bộ con tưởng rằng Thiên Chúa nhân từ ban cho cha vết thương thánh này để làm đẹp và để trang hoàng hay sao?" Khi có những người đề nghị rằng các vết thương thánh đã tập trung vào cuộc khổ nạn Chúa Kitô, thì Ngài đáp: "Con hãy đi ra ngoài đồng ruộng và nhìn kỹ vào một con bò. Tập trung tư tưởng nơi con bò với tất cả sức mạnh của con, và con nhìn kỹ xem liệu con có bắt đầu mọc sừng như con bò không." Thực sự, Ngài mang các vết thương thánh một cách vui vẻ. Ngài cho rằng đó là đặc quyền cao cả để Ngài được chia sẻ nỗi thống khổ của Chúa Kitô để mà cứu chuộc cho nhiều linh hồn được rỗi. Trong nhiều năm dài, có hàng ngàn người đến thăm Ngài để chiêm ngắm các vết thương thánh của Ngài. Ngài trở nên nổi tiếng vì Ngài làm nhiều phép lạ, cả thể và ban ơn chữa lành kỳ diệu. Tuy nhiên, qua lời cầu bầu của Ngài thì các ơn chữa lành không phải là luôn xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn đã xảy ra cho tất cả các khách đến viếng, đó là việc Padre Pio luôn mang các vết thương thánh. Có rất nhiều người công giáo ngoan đạo, các người tò mò, các người vô thần, kể cả các người theo tam điểm, theo đạo Do Thái giáo, và kể cả những kẻ thù của đức tin, thì Padre Pio ở đó nhưng một chứng nhân sống động của cuộc khổ nạn Chúa Kitô. Đó là một phép lạ cả thể sống động. Có nhiều người không công giáo đến thăm Ngài chỉ vì sự tò mò, nhưng rồi họ được ơn hoán cải một cách kỳ diệu. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Vào mỗi sáng Chủ nhật, trên cùng một làn sóng AM 1480, nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.